Sau nhiều ngày im hơi lặng tiếng, hôm thứ Năm, 25 tháng 4, Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức họp báo để thông báo về tình hình sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước. Do cường độ làm việc cao, thời tiết thay đổi đã ảnh hưởng đến sức khỏe của đồng chí Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ sớm trở lại làm việc bình thường. Theo hãng tin Reuters, có bốn nguồn tin ngoại giao cho biết ông Trọng đã bị một chứng bệnh lạ. Bốn nguồn tin này nói thêm rằng ông đã được đưa vào Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ở Hà Nội. Cũng theo họ, ông Trọng ngã bệnh ngay vào ngày sinh nhật của ông, 14 tháng 4. Những nguồn tin này yêu cầu giấu tên vì tính nhạy cảm của vấn đề. Hãng tin Reuters không thể xác định tình trạng sức khỏe của ông Trọng nghiêm trọng đến mức nào, cũng như ông có còn nằm viện hay không. Theo luật pháp Việt Nam, sức khỏe của các lãnh đạo nước này được xếp vào loại bí mật quốc gia, trước khi có tuyên bố của bộ ngoại giao hôm thứ năm báo chí cả nước không đưa tin gì về sức khỏe của ông trọng